con. Dạ. Con nè nội. Trời. Nội. Ê sao cái giọng thì giống mà sao cái mặt nội ghê quá. Nội nhìn con đi nội. Nhìn nè mà sợ quá. Con Hằng, cháu dâu của nội nè nội. Hôm qua nhiều quá nhớ thương nội, con bị tai nạn giao thông. Cái xong con té sấp mặt luôn. Hả? Cái xong con vô bệnh viện văn bó như vậy nè. Nhưng mà cũng nhiều quá nhớ thương nội. Con trốn viện, con tới đây con gặp nội nè nội. Trời ơi, xúc động quá Hằng ơi. Nội ơi. Nội. Bác sĩ dặn sao, Không được khóc, không được cảm xúc, phải vui lên. Cháu dâu của tao như vậy mà biểu tao vui sao được, trời đất ơi. Nội, bác sĩ dặn sao? Một là vui, hai là đuôi. Thôi thì... đưa nó đi bệnh viện đi, Dạ, đưa đi liền. Đưa đi liền. Đi, nội nói nhà đi. Nội con đi vô đi bệnh viện. Cái gì vậy? Như ăn trộm trong nhà tôi vậy? Không trộm vậy? Hay quá ha. Bài mấy cái trò băng mặt này xong nói tôi biết. Gây cứng như phim vậy không? Nội ơi, con bị té sấp mặt luôn rồi. Đúng rồi, giống phim lắm. Phim sao ướp Ai Cập á. Mấy cái phim kinh dị là cô đó. Cô thấy bà nội tôi sợ mém xỉu không? Ủa? Nội ăn xỉu tốt chứ gì? Xỉu tốt cái gì? Còn ăn nữa, lỡ nội ra nó thấy thì sao? Trời gai bốn. Thì cứ làm cũng không tới nữa. Tới vậy? Đụng xe thấy xe gì mà bị có cái đầu không, tay chân không bị gì hết trơn vậy? Thôi, nội anh tin là được rồi. Mà tôi nói trước nha, anh á, lo kiếm bạn gái về đi. Chứ cái mặt này nè, dăm bữa nửa tháng thôi á, chứ để lâu là không có được đâu á nha. Tôi nhìn là tôi biết rồi, không cần dăm bữa nửa tháng. Nhìn sơ là biết cô xạo rồi. Ở đâu mà băng cái mặt cặp lông mi giả còn dày hơn cái băng nữa. Vậy sao? Dạ sao tôi lột ra nha. Được rồi, để tôi tự tôi tìm cách cho. Hằng ơi, về tới là Hằng. Dạ. Nội chưa ra. Từ. Ủa? Làm gì vậy? Người ta bệnh mà cung. Dạ, tụi con thương nhau á nội. Dạ. Con đi bệnh viện làm sao rồi? Dạ. Con lên thì bác sĩ nói là mặt con cũng đỡ. Dạ. Nhưng dạ, mà cùng... nên dưỡng lâu hơn ngơi, dạ. Rồi khi nào mình thay băng cái mình vô bệnh viện lại á nội. Dạ. Tội nghiệp không? Ủa mà nội chưa khỏe mà. Nội ra bếp làm chi vậy? Nè, nội nấu cho con cái loại nước này nha. Uống cái vết thương nó mau lành lắm con. Mà cái mặt mất sẹo luôn. Trời ơi, phiền nội quá nội. Thôi thiệt nha. Thấy hai đứa tụi bay quấn quýt đi. Cho vàng bà nội không mừng bà. Dạ. Dạ, nhưng mà chắc chị nghỉ ngơi anh. Dạ, nội à, chắc con dắt em Hằng về nghỉ ngơi. Tại vì tụi con chưa là vợ chồng với nhau mà cứ hả quấn quýt với nhau hoài rồi qua nhà con nhiều, con sợ nhà bển dị nghị. Dạ đúng rồi đó nội. Nội vô ý quá ha. À, thôi bây giờ chị nè, con đưa Hằng về bển đi hen, rồi ngày mai á hai bà cháu mình qua bên đó bàn cái chuyện đám cưới. Con phải đặt cọc, phải chốt mới được. Có cần phải đặt cọc, đừng có cãi, đừng có ngạc nhiên, đừng có cãi người già. Nội làm như vậy đó là để cho người ta khỏi có dị nghị vì con đó. Dòm gì, đưa nó đi về, lẹ lên về nha con. Cái này là con nhờ anh Tèo ở dưới quê mà nó nội chụp mấy cái cảnh mấy cái đồng ruộng rồi nhà cửa dưới quê, gửi một album cho nội coi nở đỡ nhớ quê. Nhà dưới quê đẹp quá nội ha. Nhìn nhớ nhà nhớ quê quá đi các con ơi. Quê hương là chùm khí ngọt cho con tèo hái mỗi ngày. Mỗi hương là đường đi Hằng, học. Em đừng ca, hư cái quê của nội.
Nội ơi, nội nhớ quê quá chắc. Con dẫn nội về quê ha. Mày đúng là cái thằng vô trách nhiệm. Dạ, nhưng mà nội nhìn này nhớ lắm á nha. Với lại nội lên vậy á, rồi nhà cửa ở dưới ai coi, rồi ai chăm sóc ở dưới nội? Sao? Nhớ lắm á. Ở dưới có thằng Tèo. Ôi thằng Tèo giỏi lắm nha. Nó đi bao lâu thì đi, cứ giao nhà, giao cửa, giao gà, heo qué cho nó là giao, yên tâm luôn. Nội ơi, nội, anh Tèo anh giỏi nhưng mà nội nhớ quê thì nội cứ về đi, mình chơi một thời gian mình lên. Sao nội về được? Ở đây còn một cái chuyện hết sức là quan trọng. Là ở đây nội phải lo đám cưới cho con xong, rồi nội mới về. Bây giờ bữa nào con sắp xếp cái thời gian mà ổn định mà đẹp lên nhất đó là con đưa bà nội qua gặp ba má con để mà bàn. Nội không được đâu nội ơi. Thời gian này không thể nào mà qua gặp ba má của Hằng được đâu nội. Dạ. Sao vậy con? Tại vì Hằng đang bị thương mà nội, đúng không? Đúng rồi nội. Mà cái vết thương này bác sĩ nói là cũng phải 3 tháng. Dạ đúng rồi đó nội. Cái này bác sĩ nói là chữa mà để mà lành là ít nhất là 3 tháng lận á nội. Đúng rồi nội ơi, bây giờ á mà cái mặt 3 tháng lành rồi nhưng mà cũng còn sẹo đúng không em? Dạ. Giờ 3 năm rồi nội, 3 năm nó mới lành hẳn. Ủa nói với cái gì kỳ cục vậy? Làm sao này lành vết thương 3 tháng rồi 3 năm mới cưới, làm sao nói gì tao không hiểu gì chứ. Dạ, thì mình về quê 3 năm đi rồi mình lên rồi mình cưới sao nội? Dạ không phải nội, ý là không mấy bây giờ cái vết thương con á lành thì 3 tháng, xong rồi cái 3 tháng sau rồi mình cưới cũng được. Nội ơi, bây giờ không mấy trong lúc mà con chữa vết thương á, rồi cái nội về quê, nội thăm quê, rồi cái 3 tháng sau cái vết thương con lành á, rồi cái mình lên rồi mình cưới cũng được. Chứ giờ nội nghĩ đi, cái mặt con vậy nha, mà đám cưới rồi khách khứa, nội nghĩ đi, cái mặt là xấu là chết luôn á nội. Mặt có sẹo nữa phải không? Dạ đúng rồi, mà nội biết rồi, sẹo này chữa khó lắm. Nội biết không, nhiều khi lành rồi nha, mà sẹo này hả chị không được, tốn nhiều tiền lắm á nội, tốn thời gian lắm á nội. Tốn tiền dữ lắm hả? Dạ. Dạ phải có thời gian chữa trị nội. Kêu cái gì lấy ra điện thoại kêu ông Tèo. Thì đó thở đó, thì con nãy giờ con cũng tính như vậy. Lẹ lên đi. Dạ, để đưa nội về. Đó, nội gọi anh Tèo đi rồi báo anh Tèo chuẩn bị nhà rồi mình về mình thăm quê. Dạ. Alo. Tèo phải không? Nội nè. Nghe nội dặn ha. Bán ngay cái miếng đất ở đằng sau giường á. Nội. Rồi coi như nếu mà không đủ, không nhiều tiền, bán luôn cái đám gà đó, bán luôn, rồi cái đám heo bán luôn. Đừng có hỏi nữa. Tôi biểu bán là cứ bán cho tôi đi. Nội. Nhiều tiền. Nội. Ủa nội. Ủa bán đứa gì vậy nội? Vô trách nhiệm. Con người ta, cái mặt con gái vậy nè, phải cần đẹp. Làm gì làm, mặt con gái là phải đẹp. Mà muốn đẹp tiền đâu mà chữa cho nó đủ con. Cho nên nội quyết định bán đất nha. Không đủ tiền thì bán luôn cái nhà này nè. Chữa ở đây không được, bà đưa con đi nước ngoài chữa. Con gái mà, cháu dâu của nội mà, cái mặt phải xinh, phải đẹp. Nó con á, yên tâm đi. Nó còn sống, nó hứa là nó lo cho con mà. Nó thương con lắm, nó yêu con lắm. Để đứng ra.